cho tay Levi thì cái kinh nghiệm đi rừng của đội trưởng Gam Esports sẽ được thể hiện như thế nào? Đấy, giữ chân Shader lại, đó là pha hack kiếm thuật rất hay đến từ Hiếu Ba, và ngay lập tức Jin hiện tại còn đang bị tấn công lăn bụng để có thể đáp trả ngược lại, đang muốn lấy tóc quyến của Hiếu Ba. Hiếu Ba sẵn sàng quay trở lại tấn công, Jin đang di chuyển tới với khẩu pháo của mình lấy tóc quyến của Jin. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại tình huống tấn công ở cấp độ 2. Cấp độ 2, Hiếu Ba đã ngay lập tức đầu tư cú tốc biến với hack kiếm thuật của mình đẩy lui đối phương về, không còn tốc biến. Cú lấy thì đè người bị che hitbox và ngay lập tức Jin phải trả giá. Cao và vừa rồi là một tình huống mà Jin đã đầu tư tốc biến của mình để thực hiện một pha solo kill. Đây là trạng thái không có dịch chuyển của KT và Levi cũng thể biến tấn công. Đây rồi, Levi bị tấn công, Jin chuyển sang dạng pháo, đó là một tình huống cầu sắm rất là hay. Một hit bắn thường nữa, Levi bị mấy con lính nó đánh, liệu anh ta chạy đây không đây? 1, 2, 3, may mắn thầy có giáp rồi. Xem lại pha solo kill này chẳng. KT là người chủ động lao lên tấn công và Jin đã có một pha tốc biến lôi phạt đẩy được người chơi đứng giữa đối phương về trong trụ. Và sau đó là một pha solo tuyển. Những cái lớp khi thì sau này Zen hiện tại đang bị tấn công và bị bắn liên tục vào người của Zen. Daisy đang được cử ra nhưng mà hấp tung đây không, đây sẽ cầm cú hấp tung được, hấp tung đây không, hấp tung được. Daisy đánh vào Kenny có mạng không, ngay tức quyền lực thiên nhiên bung ra được để hỗ trợ nhưng không còn cái chờ được chờ nữa. Con dòng biến tố tiếp theo nguy hiểm đây, quyền lực thiên nhiên bung ra vừa rồi, KT không còn tốc biến, ta đang bị dính trói cầu sống cầu như tóc đã trúng đấm văng về, bắn một cái mạng có dành cho Zen và Levi bây giờ kêu Daisy dễ rắc rối, dễ rắc rối. Và cả Daisy bị kéo theo bất cứ một cái thiệt hại gì không thì hiện tại vẫn còn phải đợi khi cho mình hất tung không đợi cả, ta có thể mục tiêu đang được chọn hay chăng. Đây anh ta đang cố gắng đứng che và Yoshino liên tục với trên đúng combo và người của Kia quyền đương nhiên giữ chân lại W là cancel rất là hay rồi, đó là rồng cái thành viên Gamespot, đó là cầu sấm rất là hay, nó dồn hết mọi thứ vào người của một thành viên mà thôi, và quay quá đó là không thể phá luật rồi, quá đẹp luôn, mọi thứ dồn và quay bộ đội hình của Gamespot đó lại bốc hơi. Đây là nằm xuống, Jin nằm xuống chắc rồi, Kia hất ba thành công và Kia cũng có đồng hành cùng như là double kill cho Pudding và Yoshino đang nhắm vào người của tất cả những ai trước mặt của anh ta, đó là Kia. Kia đang cố gắng bỏ chạy rút lòng về không thành công và anh ta đang bị những con sói đó cắn, bị cả quăng vào người nữa. Và Pudding có được bài hay không? Anh ta đang lúc này anh ta hướng tới một Kai'Sa cấu rỉa tầm xa với bí chương thân truyền thì rẽ ra đổi quyền lực thì những ui Jin tự động luôn, anh ta đang đốc bình rượu chưa, anh ta hơi xỉn một tí xíu, cần phải quăng thùng rượu của mình ra, phải nhảy vào trên KT quăng thùng rượu đẩy được và giải tay đám đông. Phút một lên mục tiêu lên chọn, anh ta đang cố gắng hồi phục nhưng ta không thể nào sống nổi. Vô tình hút chiều, vô tình có thể con cú rờ cực kỳ tuyệt vời, những cầu sấm nó khiến cho Jin mất tụi ra nhiều máu, đây lượng máu càng nhiều đối thủ. Ui, nhưng mà Sen quyết định là không, anh ta đang muốn phòng thủ khu vực đường giữa để có thể đánh cùng nhiều với là những đồng đội của mình. Kia đang muốn khắc ai đang ta hất một thành viên ra, ta đang muốn combo vào cái tí nhảy lên, ta có phải lăn bụng giữ cho được hai người. Taylor bung ra tất cả những gì có thể lúc ở ngoài đang bị đẩy ra bằng đẩy bác để lùi vào phút một, đang chuẩn bị nằm xuống phía này, sau đây sử dụng khô máu một thành viên lên đút lông về, đây là nhảy lên tấn công của đi mất tụi ra nhiều máu, tiên chỉ cách không trúng người đối thủ ngược lại cái tí của đội bạn cùng. Và còn lại thì sau đây Levi đang bị một cuộc thảm sát đến từ Pudding đến Yoshino hiểu mà, Taylor cũng đang cố gắng bỏ chạy. Kia từ tiếng đằng sau đang muốn hỗ trợ đội của mình, tiên tri kích từ nãy giờ đến từ Slayer nó không thực sự chuẩn chỉ lắm, nó trúng vào người của Hiếu Ba, cần phải lau máu của Hiếu Ba. Levi đang đứng đợi ta đánh được vào cái con mắt kiểm soát, tiên tri kích vừa rồi không trúng, Kia đang quy vào người của con rồng, Levi quăng rễ rắc rối, còn trong đó Kia đang chờ đợi cái Hiếu Ba của mình. Levi vẫn chưa quăng thêm kỹ năng của mình nữa, Kia đang chờ đợi nhưng mà tôi hất tung lên không tóc biến lên không có tung được Pudding, sử dụng kỹ năng W để lùi về được nhưng ta đang tương đối như là yếu máu mà ta đã phải nằm xuống rồi. Katie bắt đầu bắn bóng vào người Yoshino, Yoshino sắp sửa nằm xuống, Katie đang đứng bên trong cái bụi được đặt ra đến từ Levi, tiên tri kích trúng tiếp. Pudding đã bị dính khá nhiều kỹ năng nghe đến từ đối thủ, đồng vẫn đang được khai thác. Hiếu Ba đang cần phải lùi ra. Oh my god! Hai thứ oh my god ở phía Gam thuốc giúp cho họ có được con rồng. Và liệu rằng Pudding cùng với Yoshino có về đây không, đánh Gam cũng không có định truy đuổi trong pha này. Họ hài lòng với con rồng nguyên tố thứ tư của bản đấu là rồng 2 dành cho Gam và cân bằng về rồng lửa với đối phương. Đây là một tình huống họ đang có định xuống khu vực đường dưới để đẩy đường thôi, không còn mục tiêu nào để họ khai thác thêm và họ cũng cần phải rút lui bởi vì đối phương đang phản công. Dịch chuyển đến hai cú dịch chuyển, Levi đâu gắng quăng ra sẽ rắc rối nhưng mà nó không thành công lắm. Yoshino đang di chuyển, Daisy đừng hỗ trợ để có thể nhằm vào đó là bắt bới vào đường đối thủ. Slayer sẽ phải bỏ chạy chăng để Yoshino đang di chuyển tới đang đánh thường, đó là Zen và cú tóc biến cầu sấm rất là tuyệt vời. Mày đã có mày thứ hai cũng sẽ có, mày thứ ba cũng sẽ có. Levi bị đóng chăng về, bị lầm chậm, bị rút lòng, bị nằm xuống, mạng chấm dứt, không thể ngăn cản thiệt lát. Họ đang di chuyển từng người ra đang là những người lời. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha xử lý có phần hơi sai lầm từ KT. Anh ta nếu như cứ đứng phá vào cái nhà lính này thì Jin nhiều khi sẽ không dám lao lên để tấn công anh ta như vậy. Nhưng bỗng nhiên KT nhảy lên và để rồi anh ta là người bị solo kill, không có được nhà lính khu được trên. Cũng trong đó team Flash quét vào trụ 2 và thậm chí đang có dấu hiệu của tấn công trụ 3. Đúng là như vậy, vẫn đang là một ván thi đấu, vẫn đang có một vài sự áp đảo nơi khi Gia quyết định không bỏ ở đây và hấp tung và giữ cho được khá nhiều quan thùng rượu đã đẩy được Yoshino trong thế khó. Yoshino sẵn sàng đang tự quay trở lại Hiếu Ba lúc hút bên ngoài rất nhiều người xuống kia, ta bị dính cô máu bị hấp ba về và ngay lập tức Hiếu Ba đã phải nằm xuống rồi. Phút mò đang bị tấn công và ta đang cố gắng bỏ chạy bút tiên nó quăng như sẽ là quay rút lông về và ngay lập tức Gia cũng phải sử dụng lúc thì để xem là pha này giao tranh sẽ diễn ra như thế nào đây.
rồng lửa và Yoshino đang di chuyển cầu sắm kia để không trúng người Levi. Levi đang tương đối điện máu, ta đã kêu gọi Daisy ra ngay lập tức. Levi mất đi kỹ năng của mình, còn phía bên này sau phút một giữ cho Levi đó là Kiya đang sẵn sàng quay đầu tấn công, ta đã kích hoạt kỹ năng nguyên của mình. Ngược lại Yoshino cũng đang kích hoạt kỹ năng nguyên mình, hất tung lên khá thành công, sẵn sàng bắt đối thủ lại. Nhưng ngay lập tức cái đối thủ đang cần phải bỏ chạy ra, Zin đã phải lướt đi để có thể bỏ chạy đi. Đó là không thể phải hất tung được rất nhiều người trong giai đoạn đó có thể bỏ chạy. Hiếu Ba đang muốn canh lục hoàng, lúc này được khá nhiều người. Yoshino đang tương đối điện máu, Hiếu Ba cũng đang tương đối điện máu. Rút lông về lấy được rất nhiều máu đến từ Slayer, lấy được cả mạng đến từ cả Katie và chắc chắn rồi là lấy được luôn cả ván thi đấu này đến từ Team Flash. Một pha combo tiếp tục được Team Flash triển khai trong pha tranh tài. Nhưng mà khoảng đã, để xem nào. Đó là sẽ rắc rối, đó là cầu sắm không chủ bút đi tóc biến lên để tấn công một pha sử dụng gõ mà cũng cái Levi nằm xuống. Tiếp theo sẽ là Katie và là 17-7, Team Flash thắng trong ván thi đấu đầu tiên. 31 phút là thời gian cần để Team Flash có được chiến thắng trong ván thi đấu đầu tiên này. Một pha tranh chấp nhận và chính điều đó đã khiến trận phía của Gamma Swan đã quá hạn chế và đang gây sát thương. Chúng ta thấy nhân vật Katie đồng ý là Katie có một lượng sát thương rất lớn, nhưng những bước hai bên vẫn sẽ có những cú giao đấu ngay từ trong những giai đoạn đầu tiên của ván thi đấu để nhằm mục đích là mang cho bản thân của mình càng nhiều đồng nguyên ứng, cố gắng là trì hoãn càng nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ người đang nguy hiểm hơn chính là dạng Na, đó khi Yakina đang sắp sửa chuyển bị trở thành dạng Na thí nị. Hiếu Ba đang tới rất gần, tóc biến lên nắm chăn ra kéo cái quăng thùng rượu đẩy về và không có cách cho Kiya sống được. Anh ta sẽ bị bung lòng cho tới khi nằm xuống, rút lông về chiếc cái đầu dành cho Pudding. Quá tiện luôn, thả sứ giả ăn bởi chủ. Đây Katie đã ép lui được trên với một tình huống anh ta quay lại để quy đứt và sau đó thì trụ bắn quá đau với một sức chống chịu có hạn của em tự hủy một chút tới từ Katie. Levi có mặt tại khu sân dưới biến lên, đúng rồi, hoàng ngay lập tức khắc mọi thứ đang dồn người và khiến cho Hiếu Ba gặp quá nhiều vấn đề. Bắn liên tục và sử dụng bàn tay hoa tiện đấm giăng lên bắn và gây sát thương ngược lại của Usin đang cứu Hiếu Ba và cứu cả Sider. Và phút một đang di chuyển tới Hiếu Ba để xem là thoát được không, đang thoát được, rút lâu về giữ chân lại Levi có thể bàn hoàng tóc biến lên đúp liều giữ chân lại dịch chuyển có thể cứu đồng đội của mình và Yoshino thành công vì là cứu Pudding. Và ngược lại thì làm mạng đổi mạng, tự giơ mình ra để Yoshino lao lên băng trượng thùng rượu đổ và sau đó thì Pudding lao vào tấn công. Katie mất tốc biến, triệu hồi tipper của anh ta chỉ đã là Pudding phía bên kia đang quá xanh với ba mà hàng cũng có được mà thôi. Gam lao lên tấn công Hiếu Ba, kéo đây rồi, kéo hiện tại đang kéo được ngay lập tức, hất tung được Zin lên và Zin không còn cách được để bỏ chạy của Cusin bắt buộc mà thôi. Hiếu Ba đang bắn liên tục, Levi bắn cái chất điểm của Hiếu Ba nhưng mỗi bên đã mất chữ cuối. Phía bên sau đây Zen đang cố gắng đánh lừa tại vì chính cơn mưa Katia đã nằm xuống và không có cơ hội cho BBT. Anh ta chỉ kéo, đứng kế bên anh ta là một con Viego của Phúc và không có đủ sát thương. Pudding tới nhưng gặp cường cứu sinh của Levi. Họ không dứt điểm được Zin trước khi cường cứu sinh của Levi được trả ra được cú vừa rồi. Và ở cánh còn lại thì đó là một pha mà Slayer đã kết hợp cùng với Katie rất khởi tốt. Động đến từ lớp lăng trong tay của Zen. Bàn tay kéo, kéo chúng vào của Levi, hất tung lên, cái tiếp đám chăng lên. Oh my god! Tuyệt vời! Mãn nhãn, tinh hoa hội tụ, đồng đội rất yêu. Đó là Hiếu Ba chiến tóc biến lên một thứ đã dùng phút một lại phút một sử dụng khi đang thoát đi hack kim thuật. Đó là xuyên tập kích nhưng nó không thành công lắm, con gấu đang tắp lên. Ôi một bên cũng có phụ nữ đồng đội rất yêu kéo rất là hay đẩy một thành viên về. Katie đang sẵn sàng để chiến điểm nhưng không thành công khi giao bị W và Pudding vẫn đang bắn tại đây liên tục đâu ra Slayer cùng các bạn đang xem thủ đã bị chính kỹ năng chối đang bắn liên tục được Pudding. Slayer đang tiêu cơ mơ ra có được mạng beta kill cho Slayer là trúng một trong số các thành viên hình như là trúng Zen thì phải. Zen mất một lượng máu khá. Katie mất dây chuyền. Đây rồi lúc tinh hoàng giữ chân Hiếu Ba lại và Zen lập tức sử dụng thêm cả là xuyên tập kích của mình để có thể giữ chân đối thủ một khoảng thời gian rất lâu. Baron là free cho team sân các bạn là Gamma Swan hay chàng này họ đang muốn chuyện đó, họ sẽ thách công chuyện đó. Chính mình phía team Flash sẽ hơi khó giữ tại thời điểm này. Gam vẫn còn khoảng chừng 30 giây đến từ Baron và họ đang đẩy thẳng vào. Nên thả gấu ra được combo vào một thứ để dồn mọi người khiến cho Yoshino bốc hơi rồi. Đã nhắc rất nhiều về câu chuyện đó, kéo được một thành viên lên sử dụng chiêu cuối đập chăn lên và Kiya vẫn đang sẵn sàng cho những tình huống đánh nhau tiếp theo. Zen thì hình như là ta đang bất lực rồi, con gấu đang bị tấn công trên cái công trình không sao cả. Kiya đang chờ đợi cho pha sử dụng được con đa khổng lồ. Kiya bị tấn công mất máu tương đối là nhiều, gấu sẽ bị mất hay chăng đây, gấu thì sắp mất và Katie quy giữ cho là một thành viên lục hoàng không giữ cho đây cả tóc biến được. Hiếu Ba đang muốn bàn tay hạt tiện, đang muốn kéo một ai đó lướt lên tới được Zen. Bàn tay hạt tiện đang nhắm vai kéo trung lính, kéo trung lính là xong rồi bạn ơi. Đây là cuộc cuốn xung đột đi vô mọi người và đẩy vào tường rất hay. Kiya nhà chính đang bị nhắm tới, đó là chiến thắng cho được Gamma Swan. Một khoảng thời điểm cũng dùng đất mà họ kiểm soát được. Cùng với đó là một tình huống xử lý giao tranh rất tốt mà họ đã có được một cú penta kill dành cho anh chàng Sai. Tới khoảng cách hiện tại của Gam cùng với Team Whale đã lên tới con số là 3 điểm rồi. Và nếu như ngày thi đấu hôm nay mà Gam không có được chiến thắng, khoảng cách 3 điểm này sẽ là khoảng cách mà từ nãy giờ Yoshino đang cố gắng giữ nó lại. Anh ta vừa hết
tầm nhìn ở tại bụi cỏ trạc 3 vì con mắt của anh ta đã hết hạn, và đây có thể là tình huống tấn công thành công dành cho Phúc 1. Giza còn tóc bí, nhưng liệu là anh ta nhận được vấn đề hay không? Anh ta đang cố gắng giải quyết những con lính còn lại, anh ta giải quyết những con lính tóc bí lên W giữ chân lại Phúc 1 đã hút vào, anh ta đang giữ chân được Giza, kích hoạt luôn cả nội tại và không có cách để chạy nữa. Một pha sát thành công cho Yoshino chiến cái đầu dành cho Yoshino thành công hay không? Nhớ nhất anh ta đang giúp cho sự tự tin của Giza càng ngày càng nhiều hơn. Combo của người đã khá là hay, là tóc bí là Zin và tóc bí wow tiếp theo mọi thứ đi vào vườn của Zin rút lòng về cũng thành công luôn. Zin chắc chắn là 100% hay không cho Team Plus. Tình huống xử lý kỹ năng cá nhân vì họ đang bị thiếu người, thiếu hẳn một xạ thủ thì việc giao tranh 4 đánh 5 vẫn là quá liều lĩnh. Levi có để cạnh tranh 50-50 nhưng không còn sức đánh rồi. Đang muốn sử dụng tất cả mọi thứ lên, đó là pha mưa tên lửa giữ chân khá nhiều người và tốc biến sử dụng bù điện cả sống vô cùng tuyệt vời. Nhưng cú đó với tên Kia giữ chân lại bằng nội tại Kia đang muốn đối nhưng mà không thành công lắm. Kia bay vào xem có được bạn cùng 4-0 cho Team Plus. 4-0 là bạn. Lướt qua tường quăng qua là bằng được hay không? Đây lướt qua tường quăng qua là giữ chân lại Zen bắt đầu combo bò và mọi thứ này do mọi người đó là bùng nổ sức mạnh và nó thiêu rụi được cây tì đến từ Rumble. Rumble ta đã thiêu rụi vô cùng mạnh mẽ. Yoshino anh ta đang cố gắng lướt nó bỏ chạy bị chính lao điện sẽ bị đốt thôi. Yoshino anh ta đang sử dụng nguồn điện cao nhưng không thể nào thở được. Kia có các bạn chấm dứt solo kill, làm tất cả những gì mình cần thiết. 4 màn hỗ trợ trong tổng số 5 màn có được trên Team Flash là một trong những con số cực kỳ tượng tốc với lên móc. Ngay lập tức tiểu lầm diện đang được cướp và Zin hình như là ta bắt sai lầm rồi. Đây là trưởng băng giữ chân lại, đó là pha bắt rất là hay. Yoshino đang lướt qua những bãi chim và ta phát đi được vương lại cái đề sau tiểu lầm diện đã bung lên. Đang sẵn sàng để hấp tục KT Levi sử dụng chiêu cuối của mình ra và ta hấp tục khá nhiều người, ta được tương đối nguy hiểm, ta đã phải nằm xuống 7-1 cho Team Flash. Double kill Kia mà đẩy và hộ báo đến như thế thì phải có một vài cơ sở nào đó. Nhưng cơ sở có thể tiếp tục được nâng cao hay không, đây nó sẽ là một câu hỏi khác. Phúc một đã sẵn sàng W giữ chân lại, Phúc một đã sẵn sàng và lao lên, ta lao lên phong và đang giữ chân một khoảng thời gian khá lâu. Kia hiện tại vẫn chưa thả được tên lửa, bây giờ đã bị thả được tên lửa đốt nhưng không đốt được một người của Yoshino. Yoshino sắp sửa đập xuống, gia đình vẫn còn có thể thở. Hai bên trao đổi trang bị đủ lớn để anh ta phòng ngự đợt đẩy tới từ Yoshino. Ôi Hiếu, ôi trời ơi. Còn việc Slider không có tốc biến lúc này, anh ta có thể bị nhắm tới bằng những tình huống tấn công tới từ Silas của Jane. Và để xem Jane sẽ lấy chiêu cuối nào đây. Edward đang giữ chân lại được người cực kỳ quan trọng đó là Zin. Zin đang quăng bỏ chạy một xuống bắt khá thành công. Zin vẫn đang bơi, Jane bị đốt tới khi nằm xuống và Zin lên người đã bạn cùng phía bên này. Sau đây Zin thả được mưa tên lửa ra lấy được tốc biến tới từ Levi. Và KT đang cố gắng bỏ chạy. Zin thì hình như không còn nhiều máu lắm. Rồng Mai ăn đây, Zin là người hy sinh. Nhưng mà Levi với lại cái ui, 5 cái tóc biến mất hết rồi. 5 tóc biến của Gasbox mất hết rồi đến từ một tình huống thả ra mưa tên lửa. Zen có đồ vương cho nên Zen hồi phục được. Nhưng mà Gasbox có nhân sự đông hơn cho nên họ sẵn sàng cho pha tấn công. Phúc 1 đang chờ đợi, Phúc 1 đang muốn sẵn sàng cho pha lao vào. Nhưng cơ hội là không có nhiều lắm. Hiếu 3 đang diễn có tới combo một hút nghiền nát. Dịch chuyển đến từ Zen và combo một hút nghiền nát khá là hay. Quang Long ra và hạ gục được Zen. Phía còn lại thì sau đây Levi Play và tấn công thì dứt điểm từ hỗ trợ đối thủ nhưng pha bắt được vào bóng và Zen đang tìm mục tiêu còn lại. Từ giữa hình như cũng đang có dấu hiệu là kiểm soát mặt tầm nhìn. Đây rồi, KT đã phát hiện ta ngay tức bị dính một mô là băng quăng kỹ năng ra chuyên bắt vĩnh cửu dưới chân lại không thể ngăn cản Zen. Cú dịch chuyển của Kiaya để phong ngự các bạn này. W trúng được vào người của Phúc Hoàng. Phúc Hoàng đang cố gắng lùi ra. Hiếu Ba sử dụng tóc bí mà thông qua kéo được khá tại cầu bật luôn cả bất quốc. Zen đang lấy tỷ lo tình danh là combo mọi người hỗ trợ phía bên kia chỉ của Yoshino giữ chân được Kiaya lại. Không có mưa tên lửa của Kiaya đang bung vào trong tình huống đó khi ta bị giữ chân đến từ Yoshino. Hiếu Ba không còn bất quốc. Hiếu Ba đang cần phải lùi ra. Zen đang lấy tất cả những có thể thả ra mưa tên lửa. Pudding đang bị đốt khá đau mà ta cần phải lùi ra một tí xíu. Phía cánh còn lại Levi sẵn sàng cho pha đánh nhau. Đây là góc giao tranh rất là thuận lợi. Hiếu Ba không bị dính cái lao điện. Một pha combo bổ người đang cố gắng cứu vãn tình thế. Yoshino đang chạy được thì hỗ trợ đồng đội. Levi đang sẵn sàng tình huống sử dụng các lóc tẩy của mình. Quang tay hiểu khá hay. Đó là một nỗ lực sử dụng người Yoshino. Yoshino đang bị đốt xây. Ngay lập tức Slider sử dụng combo của mình. Chúng bạn đã xác thủ một pha bắt khá thành công. Một thứ này dùng người đồ vương ra và thành công. Mà có tiếp tục dành cho Zen. 12-6 và double kill cho Zen. Team Flash vẫn đang tiếp tục là buông bỏ rồng hay là đánh rồng. Đây Zen đang đứng trên tầm nhìn của Gam và mất luôn dây chuyền chiến thuật. Có định thả mưa tên lửa hay không? Đây thả ra mưa tên lửa đang giữ chân đang làm chậm Zen lại. Các thành viên còn lại liệu có thể chạy ra được không? Đây thả mưa tên lửa ngược hay chăng? Thả mưa tên lửa ngược lại đang combo sử dụng đồng hồ câu kéo một khoảng thời gian khá lâu. Phía cánh đường giữa cũng đang có những tình huống đánh nhau. Đồ vui được bung ra combo vào lấy được một lượng máu khá lớn nhưng không đủ lấy được mạng. Baron Yoshino bị sấy mất hơn nửa cây máu. Baron kiểu gì nữa giờ? Giờ phải bấm B dịch chuyển lại thông quan Baron giữ chân đường Zen lại. Phía cánh còn lại quá tuyệt cực kỳ đẹp. Một pha móc khá thành công bất quá được bật lên. Hiếu Bảo bên này tiếp tục bị tấn công. Ta đang sắp sửa nằm xuống, ta sẽ phải nằm xuống. Mày đã có rồi là Katie. Người còn lại là Phúc Mô Vũ Liên. Phúc Quan. Phía cánh còn lại sẽ được pha móc khá thành công. Cơ bộ quét tan kiểu khá hay mà Zen nằm xuống. Bây giờ dịch chuyển đến Yoshino. Team Flash có những pha thi đấu rất là khó hiểu và Yoshino sẽ phải nằm. Mạng dịch chuyển Levi và Gasbox có được con Baron. Đây có thể là một tình huống bước ngoặt ván đấu. Từ đâu mở Quang Bô đang giữ chân được Zen lại và cái này KT quét tay kiểu giữ chân được hai người trong đó có Pudding lẫn là vẫn là câu chuyện cũ đi bị hất tung lên vì dính thủy lo tầm nhìn phải bung chân cuối ra và lúc đầu về vẫn đang dính cung của bóng rất hay đến từ Zen và Kia đang chạy vào và sấy từng người phía bên kia chỉ tiếng kia ba bật kia này sau đó bắn vào người đối thủ Slayer sử dụng bài đang sử dụng bắn vào người đối thủ ngay lập tức Zen sử dụng kỹ năng bắt của mình nhưng ta bị đốt bị dính quét tay kiểu bị móc và không còn cơ hội để thể sống được nữa cả combo vào double kill dành cho KT 14-12 Gasbox tuyên bố họ thắng trong cặp trận đấu này. Phúc một có thể bất tử nhưng nhà chính của Team Flash thì có vẻ là khó giữ rồi. Hiếu 3 và Phúc 1
những người không có sát thương để dọn lính và Hiếu Ba lên bảng. Cùng với đó sẽ là chiến thắng ở thời điểm phút thứ 29-30 của ván đấu thuộc về Gam Esports. Họ báo thù thành công lượt đi với tỷ số là 2-1. Một ván thi đấu đậm nét, sao ta, mãn nhãn đến từ cả hai đội. Thật sự là như vậy, cả hai đội đều đã cống hiến cho chúng ta một ván thi đấu mà cả hai đều sẵn sàng va vào nhau, cả hai đều sẵn sàng cho những tình huống giao tranh. Họ đã có thể làm tốt hơn rất nhiều, nhưng Gam là đội đã làm tốt hơn vào trong ngày thi đấu hôm nay. Và đây cũng là vấn đề chung của các team trẻ mà, đúng không?